là tối bữa nào cũng có hết trơn hay gì nha. Dạ. Là bữa nào là cái người đó cũng nằm lên bụng cha mẹ con hay sao? Dạ. Bởi người ta nói cái gì, người lớn mình đã sai rồi thì né trẻ em ra để làm cái việc đó để cho con, những cái đứa nhỏ này nè nó biết xong rồi là không có tốt. Làm cái gì, cái người mẹ làm cái gì cũng phải né né trẻ em, nó có biết cái gì đâu, không làm trước mặt nó rồi cho nó thấy hết trơn luôn. Con á, là những cái con gái ơi, cho chú hỏi nè, là con năm nay bao nhiêu tuổi? 11 tuổi ha. Con nói với chú á, là mẹ con đâu? Mẹ con mở rồi. Mẹ con đi theo ai? Theo cha. Người cha con đâu? Cha con đi theo gái. Người mẹ không thương con thì cũng đã đành dẫn trai về nhà và làm việc đó trước mặt cho con gái mình thấy. Mình đã lớn rồi, làm cái gì cũng vậy hết trơn, phải né mấy cái đứa trẻ này ra. Người mẹ vô tâm, không thương con mình thì thôi, dẫn trai về nhà còn làm việc đó cho con gái mình thấy. Bé đây còn rất là trẻ luôn, thì trong khi mà dẫn trai về nhà ngủ rồi đó, thì cha với mẹ của bé gái này thì hai bên không còn ở với nhau nữa, thì cha của bé cũng bỏ bé và đi lấy vợ khác luôn. Thì Thanh chúc mời cô chú anh chị để theo dõi gõ video ạ. Cái tiếng của đàn ông không mà. Nghe tiếng đàn ông người ta nói sao? Người đó nói sao con gái? Con cũng nghe. Phải tiếng gì năm rồi. Năm hả? Nhưng mà không phải tiếng ba của con. Trời ơi. Không phải ba của con. Rồi con thức dậy rồi con có thấy người lạ không? Dạ có. Rồi người đó là dắt đó là sao? Là mẹ con dẫn cha về nhà một năm mấy rồi, bao lâu cha con mới phát hiện được? Em ơi á, không có đứa con vậy. Rồi con có kể hết cho cha nghe không? Có. Con kể cha làm sao? Con kể chú nghe coi. Mẹ con bỏ con lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Rồi. Rồi con có nhớ mẹ không? Làm sao mà không nhớ mẹ, kể chú nghe coi. Mẹ bỏ con hả? Mẹ bẻ con, mẹ đi đâu? Con nói lớn lên cho ông bà biết thôi. Trai à? Cái này là ai dạy con hay là tự con biết? Tự con biết hả? Rồi cho chú kẹp nè con nghe. Rồi ở nhà rồi con có được uống sữa không? Rồi nội cho con uống gì? Nội cho con uống nước. Trời ơi, người ta gì mà cho người ta uống nước? Sao không cho tao uống sữa? Nội, sao không cho tao uống sữa? Tiền đủ. Ăn còn không ăn thì đủ. Sao mà nội cho con uống nước, không cho con uống sữa? Mẹ không có tiền. Không có tiền nữa. Rồi mẹ bỏ theo trai rồi cho chú hỏi nè. Rồi cha đâu? Con gái. Chú với con gái. Cha đâu? Con gái đâu vậy? Lời đến mẹ con, đánh cái lời nào không? Con nói lớn lên con gái. Rồi bé xưng sao? Con nhớ mẹ không? Con có nói gì rồi không? Có kêu mẹ quay về không? Con kêu đi, mẹ con có nghe đó. Con ghét mẹ điều gì? Vì bỏ con. Vì bỏ con à? Cho chú hỏi nè, con đi học á, rồi có mấy bạn nói là con nhỏ không có cha, không có mẹ không? Không, có không? Dạ có. Bạn nói gì sao? Không có cha, không có mẹ. Rồi giống đó con làm sao? Rồi con có khóc không? Không. Sao con không khóc hả? Giống đó con làm sao? Con nói, tâm trạng không con. Không có cha, không có mẹ thì cởi tôi. Ừ. Đó, con thấy mẹ con là nằm dưới chai đó. Sao con cởi gỗ lại cho chú nghe. Con gái là mình, con nhỏ là mình không có nói. Nó láo nha. Có cái nào mình còn hả nói hay con gái? Nha. Mẹ chưa dắt cha về nhà. Ừ. Lúc tới con ngủ mấy ba mẹ mới dắt cha về nhà. Dắt ai? Dắt cha hả? Con kể đi con gái. Dắt nó làm sao? Lúc đó là mẹ nằm dưới. Ừ. Mẹ không có lên nằm với con. Mẹ nói làm sao? Con kể đi hết rồi xuống nha. Mẹ nói là ở trên đây mẹ hay nằm ở giữa chợ. Ừ. Nhất nó là mẹ nằm ơn hay là nằm với cha con? Nằm với trai.
nằm dưới chai. Rồi dắt nó hai người đó là con thấy hai người đó làm sao, con gửi cho chú nghe coi. Hai người đó ôm nhau. Bởi vì người ta nói cả nhà, mình đã lớn rồi, làm cái gì cũng vậy hết trơn, cũng phải né những cái đứa trẻ ra, tại vì nó còn nhỏ, nó còn trẻ. Thì mẹ nó theo trai đó. Dạ. Mẹ con đâu ra? Dạ mẹ con theo trai rồi. Ừ, rồi cha con đâu? Cha con cũng theo gái rồi. Ừ, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con 11 tuổi. Vậy hả? Con gái? Gái kia nhiêu tuổi? 6 tuổi. Ừ. Con ăn cơm hả? Thì có đi học không? Có. Có ha. Ăn cơm món gì nè, kể cho chú nghe coi. Để học rớt cho chú. Ôi ớt nữa nè quý vị. Rồi là cô nuôi cháu này là từ hồi cái cấp... Chị Thị 16 tới giờ. Bao nhiêu tuổi tới giờ? Cái con này nuôi nó hồi dịch bệnh năm nay 4 năm hay vậy, nuôi nó 2 tuổi. Dạ. Con này nuôi nó hồi nó... Hồi nó 6 tuổi. Ôi ơi. Rồi con ăn cơm gì rồi, có ngon không? Gái. Ngon ha. Rồi sử dụng mẹ thì đi lấy chồng khác rồi. Rồi cha con đâu? Cha con sẽ lấy vợ khác rồi. Lấy vợ khác hả? Rồi hiện tại anh sống với ai? Sống với bà nội. Bà nội nữa hả? Con là bà nội hả? Con nhớ mẹ không? Dạ không. Sao không nhớ mẹ? Mẹ bỏ con. Cô rồi mẹ cháu rồi có khi nào mà được không? Thôi đi ra không cho ngày nào. Có điện thoại được không? Không điện, không cho tiền. Sao mà cô biết con dâu mình đi lấy trai? Ba nó cũng dưới nước gặp hai người nằm ngủ. Trời, ghê vậy? Rồi là con trai cô cởi lại gì đó hả? Ừ, vậy thôi. Đi lên Bình Dương mặn luôn, kiếm được cả. Thấy hai người nằm ngủ luôn. Ừ. Nhưng mà con trai cô dắt nó thái độ như thế nào? Nó là trả con thôi lại. Đi dắt đi. Ừ. Không có làm không? Không làm núng gì không? Núng nãy cho người dắt đi vậy thôi luôn. Con dâu sao ngộ quá ta? Có con lớn rồi mà đành bỏ rồi. Rồi mẹ con lấy chồng khác gì nữa rồi con có buồn mẹ không? Có. Buồn mẹ làm sao kể chú nghe coi. Con hận mẹ không? Dạ hận. Ừ. Hồi đó giờ con có được nói chuyện với mẹ chưa? Dạ. Con muốn nói chuyện với mẹ không? Thí dụ bây giờ con muốn gửi lời nào đến mẹ con không? Nói này là mẹ con sẽ nghe đó. Không, con nhớ gì với mẹ chứ. Nhớ mẹ. Con ghét mẹ hay sao? Dạ. Con ghét mẹ điều gì? Vì bỏ con. Vì bỏ con à? Ôi, cho chú hỏi nè. Con đi học á, rồi có mấy bạn nói là con nhỏ không có cha, không có mẹ không? Không, có không? Dạ có. Bạn nói như sao? Này đồ không có cha, không có mẹ. Rồi dắt nó con làm sao? Rồi con có khóc không? Không. Sao con không khóc hả? Dắt nó con làm sao? Con nói con nói. Tâm trạng con có cha không có mẹ thì cởi tôi. Ừ. Rồi. Sao con không nói là mẹ con với ba con đi làm ăn xa thôi? Mấy bạn con biết hay gì? Mấy bạn con biết hay gì? Mấy bạn con biết luôn hả con hả? Trời ơi. Là cha cháu bắt gặp mẹ cháu ôm trai ở nhà trò hả con? Ở nhà bà ngoại phải không mày? Trời ơi, con kể lại, con gái, con kể lại cái sự việc mà hôm bữa là con thấy mà mẹ con với cái người khác mà đang nằm chung như thế nào, con có nhớ không? Không có. Con kể lại cho chú nghe coi, cho cô. Lúc đó là mẹ kêu con là nằm ở trên, không ai mũi cắn, mẹ nằm dưới. Con ăn cơm đi rồi con nói chuyện cho chú, kể cho chú nghe. Con nốt đi cơm đi rồi con nói cho chú nghe. Ừ, rồi kể lại đi, kể cho chú nghe coi. Kể lại chú nghe con gái. Mẹ ăn kêu sao? Mẹ nói là nằm ở trên đi, mẹ nằm dưới cho. Ừ, rồi sao nữa? Là mẹ đó là mẹ đó với đàn ông đó. Cái con nhớ mẹ kêu bà xuống dưới con. Gì đó hả? Nhà mẹ con đuổi con xuống dưới đất. Rồi mẹ con rước chai lên giường nằm. Không. Mẹ cho con lên giường nằm. À mẹ nằm dưới đất, mẹ kéo chai vô nằm. Con biết chú đó là ai hả? Ơi.
không quen luôn. Sao lúc đó ba con đâu mà ba con không qua nằm ngủ chung mẹ mà để cho mẹ dắt trai về nhà nằm? Ba này. Trang ơi, tội nghiệp không, nó bắt gặp mẹ dắt trai về nhà luôn. Còn là cha con qua rước con về đây luôn hả? Rồi con chịu đi luôn hả? Hoàn cảnh xót xa cả nhà, hai đứa. Mẹ thì bà nội bà cháu sống trong cái kiếp phiền đó nha. Cha thì buồn quá, có vợ mới luôn hả con? Nuôi giờ sao cha cháu có con riêng chi cô? Vợ nó có đứa con rồi. Vợ sau này có đứa con rồi. Bây giờ mẹ nó có chồng khác có đứa con nữa. Vậy đó. Trời ơi, giờ bây giờ là cô nuôi hai cháu rồi luôn. Tại nuôi hai cháu. Chứ bây giờ ông kia ông có con như vậy rồi sao bỏ hai cha bé gái này rồi? Rồi mẹ con có nói cái gì nữa không con? Thì hàng tháng cha cháu hay mẹ cháu có chu cấp gì cho hai cháu không cô? Có cô hai. Cô hai cho thôi. Cha cũng không có nuôi luôn, tại cha có vợ mới rồi. Có cô hai. Cô hai chứ người anh hai con có cô hai đó. Mà nuôi. Cháu kể mà cháu nghẹn ngào. Cô luôn hai với anh hai. Nhiều khi mà con thấy bạn bè có cha mẹ đón đi học rồi con thấy buồn không? Không buồn hả? Sao vậy? Nó kể chú nghe coi. Thì con có xe đẹp riêng rồi. Không, ý là chú hỏi là cha, bạn bè có cha mẹ kìa, còn con là không có kìa. Con có buồn không? Trời, hai đứa mới về ba mẹ ông đều bỏ đi ra theo luôn. Con gái nè, năm nay con gái học lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp 2 hả? Con gái cơm đi. Con gái nhỏ nè, cho chú con bỏ con lâu chưa? Lâu rồi hả? Rồi con có nhớ mẹ không? Sao mà không nhớ mẹ, kể chú nghe coi. Mẹ bỏ con hả? Mẹ bẻ con, mẹ đi đâu con nói lớn lên cho ông bà biết thôi. Trai à, cái này là ai dạy con hay là tự con biết? Tự con biết hả? Rồi cho chú kẹp con nghe. Rồi ở nhà rồi con có được uống sữa không? Rồi nội cho con uống gì? Nội cho con uống nước. Trời ơi, người ta gì mà cho người ta uống nước? Sao không cho tao uống sữa? Nội, sao không cho tao uống sữa? Tiền đâu uống. Ăn còn không ăn thì uống. Sao mà nội cho con uống nước, không cho con uống sữa? Mẹ không có tiền. Không có tiền nữa. Rồi mẹ bỏ theo trai rồi cho chú hỏi nè. Rồi cha đâu? Con gái, chú với con gái. Cha đâu? Con gái ở vậy? Dẹp chú đi. Rồi cha đâu? Cha con luôn kìa. Cha con đi lấy vợ khác hay sao? Ừ. Cho chú hỏi nha, rồi cha có thường gửi tiền về cho nội không? Không. Ngủ bằng đêm này con nhớ cha không? Nhớ. Nhớ rồi. Rồi hiện tại là cha có thường gọi điện về cho hai con không? Rồi nằm bằng đêm có buồn không? Con có thường đi chơi không? Đi chơi hàng xóm á. Người ta có nói con là, con có nghe bạn nói là cái đứa mà không có cha bị mẹ bỏ không? Không mà. Cho chú hỏi nè, thí dụ mà mình mà không có cha có mẹ đó, rồi mình có buồn không ta? Buồn. Sao buồn? Kể chú nghe coi. Không được mẹ thương phải không? Không được cha lo phải không? Vậy luôn. Có khi nào con hỏi nội ơi, mẹ con đâu và cha con đâu không? Không. Sao con hỏi con biết hay sao? Con biết mẹ con bỏ con hả? Ừ. Buồn hơn cả nhà. Rồi sáng đó là thường đó bà nội cho ăn cơm gì đó hả? Rồi sữa nào cũng vậy luôn. Rồi con ngán không? Ngán không? Ngán. Rồi có được uống sữa không? Không luôn. Con muốn uống sữa không? Chú cho tiền nè. Chịu không? Chịu ha. Trời ơi, cái gì? Con gái lớn, chú hỏi á là
từ hồi cha con nó bỏ con là bao lâu rồi con nhớ không? Mà nhưng mà bỏ con lâu hả? Con có gửi tiền về cho con không? Không luôn. Con kể lại cái sự việc mà hôm bữa đó, con thấy mẹ con là nằm dưới chai đó, sao con cởi gỗ lại cho chú nghe. Con gái là mình, con nhỏ là mình không có nói, nó láo nha. Có cái nào mình còn hả nói hay con gái nha. Lúc đó là mẹ chú dắt chai về nhà. Lúc đó con ngủ mấy ba mẹ mới dắt chai về nhà. Dắt ai dắt chai hả? Con cởi đi con gái. Dắt nó làm sao? Lúc đó là mẹ nằm dưới. Ừ. Mẹ không có lên nằm với con. Mẹ nói sao? Con cởi đi hết rồi chú nghe. Mẹ nói là ở trên đây mẹ hay nằm ở giữa chợ. Ừ. Nhất nói là mẹ nằm ơn hay là nằm với cha con? Nằm với trai. Nằm với trai. Rồi nhắc nói hai người đó là con thấy hai người đó làm sao, con kể cho chú nghe coi. Hai người đó ôm nhau. Bởi vì người ta nói cả nhà mình đã lớn rồi, làm cái gì cũng vậy hết trơn, cũng phải né những cái đứa trẻ ra. Tại vì nó còn nhỏ, nó còn trẻ, nó đâu có biết cái gì đâu mà tập sự nó làm chi. Rồi con kể hết cho chú nghe luôn coi. Rồi mẹ kêu con là đi lên trên nằm đi này kia, đừng có la không? Không. Mẹ nói làm sao? Nó ngọt ngào lắm. Nói con, mẹ con nói với người kia làm sao? Con có nghe không? Nghe hả? Rồi dắt nó là sao con không điện cha con, không mét cha con? Con đâu có điện thoại. Rồi con thấy dắt đó là không phải cha con nè, là thấy nằm dưới chai à. Rồi mẹ con với người đó tâm sự rồi làm sao con kể hết được bài nghe coi. Là hai người đó nằm rồi bao lâu mới rời chỗ đó con? Hơn một năm hả? Trời ơi, vậy là con sống chung với mẹ con cũng cả năm hả? Vậy là thường là mẹ con dẫn người đó về ban ngày hay ban đêm con kể chú nghe coi? Ban đêm mà. Rồi chắc con gái rồi cả nhà chắc con thấy những cái điều mà con không nên nhìn đúng không con gái? Trời ơi, con kể lại cái sự việc mà cái vụ mà hôm bữa mà cái người đó ngủ với mẹ con làm sao, con kể hơi cho chú nghe thôi. Làm sao mà con biết con nằm trên trển mà con có hé mắt nhìn không? Không. Cái hai người đó ôm có nghe cái tiếng của đàn ông không? Mà nghe tiếng đàn ông ta nói gì sao, người đó nói gì sao con gái? Con có nghe tiếng đàn ông thôi. Năm hả? Nhưng mà không phải tiếng ba của con. Rồi không phải ba của con. Rồi con thức dậy rồi con có thấy người lạ không? Dạ có. Rồi người đó là dắt đó là sao? Không biết. Là mẹ con dẫn cha về nhà một năm mấy. Rồi bao lâu cha con mới phát hiện được? Em ơi á, bà không có đứa con vậy. Rồi con có kể hết cho cha nghe không? Có. Con kể cha làm sao? Con kể chú nghe thôi. Sao con hỏi là mẹ ơi, bố mẹ hết thương cha rồi sao? Có hỏi gì không? Không. Chắc nó con thấy mà mẹ con dẫn người khác về ngủ rồi đó. Chắc ở trong lòng con làm sao? Có buồn không? Con buồn. Con buồn và con có ghét mẹ con không? Có. Con buồn con ghét mẹ sao? Kể cho mấy chú nghe coi. Con giận mẹ dữ không con gái? Con tên gì? Mai. Mai hả? Mai. Trời ơi. Rồi là xong rồi sao mà con ở đây với nội? Ba con dẫn về hả gì? Dạ. Ba con dẫn. Rồi cho chú hỏi nè. Thì chắc đó là ba phải thương chứ sao hiện tại bây giờ là con không có ba cha luôn. Con nói với chú là không có cha luôn. Ba thấy người khác vậy. Trời ơi. Ba có người khác nữa hả con? Rồi ba lấy người khác rồi có em chưa? Dạ có. Bởi vậy rồi bây cho nên là không có thương hai chị em hả?
Rồi ba có thường gọi điện hỏi thăm hai chị em không? Rồi hồi đó bây giờ đó, cho chú hỏi nè, con có thèm sữa đó, rồi con có uống được cái bịch sữa này, bánh rồi miếng ngon không? Không. Sao không? Tại không có tiền. Không có tiền, ai nuôi con? Trời ơi quý vị, con từ hồi mẹ con bỏ tới giờ nè, với cha con đi lấy chồng lấy vợ khác nữa, thì con có mấy người đó đó có thường gọi điện với con không, hỏi thăm con, nói chuyện với con không, con gái? Không. Con hôm bữa cho chú hỏi nha, hỏi gì nha? Hôm bữa đó là con thấy mà mẹ con dẫn cái người đó về, con có thấy người đó nằm trên mình mẹ con không? Dạ có. Có luôn hả? Trời trời. Là con thấy luôn hả? Là bữa nào như bữa nấy cái gì con gái? Con kể mà hôm bữa mà cái người đó nằm trên mình ba mẹ con như thế nào, con kể cho chú nghe coi. Con thấy nằm mình hả? Con mở mắt ra thấy cái gì? Rồi mẹ con có nói là kêu đừng có nói với cha con không? Có. Mẹ nói con kể hết cái câu chuyện mà cái bữa mà mẹ con dẫn trai về nhà rồi xong người đó nằm lên mẹ con và mẹ con dặn con sao kể cho chú nghe coi. Mẹ nói là đừng có mát ba gì nha. Rồi con trả lời sao? Con trả lời dạ. Con về con mát ba. Con mát ba luôn hả? Con mát ba, con nói ba làm sao? Ba ơi, mẹ dắt cha về nhà ba. Rồi con nói là cái người đó nằm lên bụng mẹ không? Có. Con nói làm sao? Nói là ba ơi, mẹ cái nhà ngồi đàn ông đó còn nằm lên bụng mẹ luôn. Trời ơi. Cái ba đi qua bển, bà chở con đi qua bển cái dạy ba chia tay mẹ luôn. Chia tay luôn, mình chia tay đó là con có ở đó không? Dạ không, con về với ba. Chú hỏi cách chia tay đó rồi con có buồn không? Dạ có. Con có buồn cho cha con hay là con buồn mẹ con làm mẹ mà không đúng với con? Dạ mẹ không đúng với con. Trời ơi. Đau lòng không có gì. Rồi buồn hết con. Dạ thì Thanh Trúc á, bữa vào bữa nay cũng bất ngờ gặp một cái hoàn cảnh này nè. Hai chị em là hiện tại á, là không có cha không có mẹ. Cho chú hỏi lại nè, Mai ơi, rồi nghe nói á, là con mẹ con không có hả? Mẹ con đi đâu rồi? Lời đến rất mẹ mất con khi hai bé gái lời nói lời đến cái người mẹ con nói lớn lên không người mẹ mình dẫn con về nhà ngủ và làm việc đó trước mặt con gái mình rồi, trong khi đó thì sao? Hai vợ chồng mấy mẹ không thì đợi lời cho bà con có nói gì không? Hai chị không? Em kêu mẹ quay về không là một con mẹ thì đi kêu đi mẹ con có nghe đâu thì đấy giờ khác thì câu chuyện như thế nào thì chúc mời cô chú theo dõi gõ video dạ, không nhiều là dẫn bao lâu năm là tối bữa nào cũng có hết trơn hay gì nghe? Dạ. Là bữa nào là cái người đó cũng nằm lên bụng cha mẹ con hay sao? Dạ. Bởi người ta nói cái gì người lớn mình đã sai rồi thì né trẻ em ra để làm cái việc đó để cho con những cái đứa nhỏ này nè nó biết xong rồi là không có tốt, làm cái gì cái người mẹ làm cái gì cũng phải né trẻ em, nó có biết cái gì đâu, không làm trước mặt nó rồi cho nó thấy hết trơn luôn. Con á là những cái con gái ơi, cho chú hỏi nè, là con năm nay bao nhiêu tuổi? 11 tuổi ha. Con nói với chú á là mẹ con đâu? Mẹ con mở rồi. Mẹ con đi theo ai? Theo trai. Người cha con đâu? Cha con đi theo gái. Rồi là bỏ con đó hả? Dạ. Có khi nào mà con thấy mẹ con dẫn cái người đó đi về nhà ngủ không? Dạ có. Con kể đầu đuôi cho ông bà cô chú biết cái hoàn cảnh của con coi. Cái bữa đó làm sao? Dạ. Bữa đó ba kêu là con nằm trên giường đi không? Mẹ con kêu hay sao con kể đầu? Mẹ con kêu. Con sao? Nó là nằm trên giường, nằm trên chảnh đi không mời ngủ chích đó. Ừ. Cái mẹ dẫn người đó xuống ở dưới nằm. Con thấy người đó nằm ở đâu? Nằm ở dưới sàn.
Mình sàn nha. Rồi là thường là người mẹ dẫn cái người đó về, người đó phải cha con không? Dạ không. Con có thấy người đó lên lên bụng mẹ con không? Có. Có hả? Sao con không biết cha? Dạ con có biết, nhưng mà cha không biết làm gì với mẹ hết trơn á. Con biết cha thì sao? Con nói cho chú nghe coi. Cha ơi, mẹ đem cha về nhà kìa. Ừ. Khi ba chạy qua, cái lúc đó con đi đội bộ. Trời ơi, có là con khóc không? Có. Cho chú hỏi nè, rồi trong khi mà mẹ mà dẫn cha về nhà ngủ đó, rồi mẹ có nói là con không có nói cho cha con biết này nọ được không? Dạ có. Mẹ nói sao? Con đừng cho cha biết nha. Mẹ cho tiền nhà mua bánh ăn đi mẹ con, nhưng mà con không có lấy. Chắc đó là con biết là cha con là còn sống với mẹ con chưa có thôi đúng không? Dạ. Mà thường đó là cái người đó là mẹ con dẫn cha về nhà lâu. Điều mà con nằm á, con không thấy á, chú cởi con á. Con đừng có nhìn, con nhắm mắt, có gì con mét cha con, hiểu không? Chắc đó con có thấy không? Dạ con. Con thấy là người đó là nằm trên bụng mẹ con là lâu không? Lâu. Trời ơi, lâu lắm hả? Dạ. Rồi thường là con nghe hai người đó nói cái gì con kể cho chú nghe coi. Chẳng hạn như là anh thương em nhiều hay là em thương anh nhiều này nọ rồi. Con nghe anh nói mấy cái giọng đó không con gái? Dạ có. Mấy người đó nói làm sao? Nói mà con dương sưng bệnh ta lại không có nghe cái chuyện đó. Con không muốn nghe hả? Cục ngoan. Rồi con có đi học không? Dạ có. Con đi học như vậy đó. Rồi sáng đó là nội cho con mấy ngàn đi học? Dạ 5 ngàn. Học có đủ không? Đủ. Con có được uống sữa này kia được không? Không. Sao vậy? Em không có tiền mua. Trời. Con mẹ con mà đi dẫn trai về nhà ngủ đó là cái điều đó là tốt hay là xấu? Kể cho chú nghe coi. Xấu. Xấu. Rồi con đi học gì đó, bạn bè đó có nói con là cái đứa không có mẹ và không có cha không? Sao mấy bạn nói sao? Kể chú nghe coi. Không có cha không có mẹ. Rồi con trả lời sao? Nó sống với mình nội rồi. Con trả lời sao con gái? Dạ con nói là không có cha kể tôi. Con gái nè, con tên gì? Con tên gì? Bé Sưng hả? Bé Sưng ơi. Rồi mẹ bé Sưng đâu rồi? Bỏ rồi hả? Mẹ con đi đâu? Đi theo ai? Rồi cha con đâu? Gái luôn hả? Rồi con có thường á hồi đó giờ đó, rồi nội có cho con uống sữa không? Sao mà không uống sữa ta? Không có tiền thì con đi lụm mũ nè, kiếm tiền gì cho nội. Sao không đi lụm mũ? Tay sao nó trúng gì nè bé Sưng, quậy phải không? Con chưa đi học hả bé Sưng? Nước nước mặt lên cho bà coi bé Sưng. Con học lớp mấy rồi? Một he. Mẹ con á là đi theo trai hả? Rồi thường là con có nói chuyện với mẹ con không? Con có gửi lời đến cái người mẹ của con tại sao bỏ con không? Nó lớn lên con. Con biết hả? Rồi mẹ con là bỏ con là đi theo trai. Có ai dạy con nói không? Cô cho con hỏi đó cô. Rồi cái lúc mà đầu tiên đó là cha cháu nè giao cho cô đó là chắc đó là cha mẹ của nó là đã không còn sống với nhau nữa cô. Như ở dưới nhà dưới đây là tụi lộn rồi cái con mẹ của nó dắt nó gì chứ dắt còn 2-3 bữa gì đó rồi cái mấy thị thị 16 đi không được. Yeah. Không có xe, có xe 50 là chạy mới được, công an không bắt. Rồi mới mượn xe chạy dưới rồi mới chở nó về đây nè, chở hai mẹ nó về đây. Cái về đây cái người đó nó điện, nó nói là anh xuống tới Mỹ Miền Hồ Sơn rồi nè, rước em nè, lương chiên cá rồi nè. Rồi hai đứa thằng Út tôi nó mới gặp, nó nói tại sao mà đi về đây mà còn số điện thoại thằng nào đây. Cái nói tao thôi mày đó, mà tao bắt con. Cái tôi trả lời với nó, mày đi ra mình xong, mày không bắt được cháu nội tao đâu mà tao không có cho mày bắt.
Một cái thằng Phong nó, cái thằng Phong nó mới nói nha, mày chở con tao đi mua bánh đi, rồi ra ngoài tao bắt tao bả làm gì được tao, mày chở đi rồi tao đi theo. Cái tao nói ông cố nội mày bắt không được, nó đừng nó bay bắt mà chở mua bánh. Là cô hỏi về dưới thôi, gọi đi về dưới đó là mẹ cháu đi về dưới luôn hả? Mẹ cháu đi về dưới rồi. Về dưới mà cái giai đoạn nào mà cha cháu mà biết mẹ cháu là đi lấy chai? Nó đi xuống dưới nó rước mấy nhỏ này về. Dạ. Rồi đi xuống dưới gặp thằng ngủ với thằng đó đó. Trời. Rồi cái thằng út tôi nó mới nói nha, mẹ bà giận vợ tôi kìa, thôi tao không biết. Rồi là anh về thấy luôn đó. Rồi giờ thôi luôn. Rồi bao lâu rồi cha của mấy bé này sống với bé lâu không? Sống hồi đi là hồi cấp xong chỉ thị 16 không biết năm mấy đó là đi. Bỏ tới giờ luôn hả? Ừ, bỏ tới giờ luôn. Trời ơi, rồi sao hai cô con gái dễ cưng muốn chết đó luôn mà bỏ ta. Con có cha con bỏ con có buồn không Mai? Sưng. Là hiện tại đó là mấy đứa nhỏ này hồi đó giờ nó có uống sữa không nội? Như hồi nhỏ thì nó uống chứ hồi bự nè, bự giờ tới giờ là không uống, 5-6 năm nay không uống. Trời, bé này nhiêu tuổi rồi, con nhiêu tuổi rồi Sưng? Nhiêu? 6 tuổi. 6 tuổi là 5-6 năm nay chỉ là uống con uống năm một à, năm nhỏ đó. Trời ơi, con tao uống từ 2-3 tuổi rồi. Ôi trời ơi, tiền đâu uống. Rồi mẹ con bỏ con vậy rồi con có buồn không bé Sơn? Buồn ha. Rồi con có hay ghét mẹ không? Con ghét mẹ con nói làm sao? Nè, con nói lên cái màn hình đi. Cái nè bé Sơn, bé Sơn. Con nói lên cái màn hình đi. Cái con nói mẹ ơi, ghét mẹ làm sao đó. Cái mẹ con sẽ nghe được đó. Con nói đi bé Sơn. Sao? Sao? Con không muốn nói chuyện với mẹ hả? Trời ơi. Rồi hiện tại là cha con bỏ con luôn hả bé Sơn? Mẹ cha con bỏ đi đâu? Đường xa. Con gái cho chú hỏi nè. Rồi thường đó là ở nhà đó là bà nội là nấu cơm cho con, là buổi sáng bữa nào cũng ăn cái món gì trên đó hả? Rồi con có ngán không? Sao không nhát kể chú nghe coi. Cơm bà nội nấu ngon. Cơm bà nội nấu ngon. Mẹ con bỏ con từ hồi đó bây giờ luôn. Rồi bên nọ bên ngoại có thường hỏi thăm điện con không? Dạ không. Không luôn. Bên ngoại con nhiều không? Dạ nhiều. Nhiều không có luôn trời. Mẹ con trước khi mà ba con bắt á, mẹ con có nói là con sống với mẹ không? Có kêu ở lại không? Dạ có kêu mẹ. Con đi theo mẹ không? Con nói là không. Dắt đó làm sao mà con không chịu theo mẹ? Để chú nghe coi. Dắt đó là không có biết. Dắt đó là ba cãi lộn với mẹ. Cãi lộn dữ lắm không con? Là con biết mẹ con dẫn trai về nhà rồi cho nên con không có thương mẹ hay sao? Tự nhiên cái dẫn người ta đi về dưới xong cái dẫn trai về nhà, cái con là thường là con nằm ở trên hả con gái? Dạ. Rồi mẹ con nằm dưới. Trong mùng viên. Cái nhà đó là của ngoại con, chứ không lẽ vô ngoại con không la sao? Dạ có la nhưng mà mẹ cứ dắt về ngoại ạ. Ngoại con la làm sao? Nói mày dắt trai về nhà ngoại, con bị bệnh đau mày không nghe. Em chắc có dẫn về nhà hoài à. Trời ơi, là ngoại con là la luôn. Rồi mẹ con là cố tình dẫn trai về nhà. Rồi trước khi mà cái người đàn ông đó có gặp con á, có nói chuyện và có nói con chuyện gì không? Có hỏi thăm con không? Có nhưng mà con không có nhà. Người đó nói sao và cho con gì kể chú nghe coi. Là cái người trai đó ha. Bữa đó con thấy rồi con khóc nhiều không? Dạ. Con khóc điều gì? Khóc vì mẹ. Vì mẹ con sao? Dẫn trai về nhà. Dẫn trai về nhà. Mà làm cái việc đó trước mặt con luôn hả?
con thấy rồi, con nhắm mắt lại đi. Con có nhắm mắt rồi. Con nhắm mắt luôn, con thấy nhưng rồi. Nhưng mà con phải cởi cho má nghe. Trời ơi, con nhắm mắt rồi. Con nhắm mắt con thấy là cái người đó nằm trên bụng mẹ con. Nằm nằm im gu hay sao? Nằm gu à. Mà nhưng bữa nào cũng nằm hết. Trời ơi. Rồi con là con thấy hết trơn luôn. Chú biết con là con nói là con thấy hết trơn luôn. Là thấy người đó làm cái gì luôn hết gái. Con hé mắt ra hay sao? Con nhìn có chút xíu rồi. Rồi. Con thấy hết hồn không? Hết hồn luôn ha. Con nít đừng có nhìn cái đó. Rồi mẹ con là dặn con là không có về nói với cha. Mà nhưng mà làm như vậy hoài luôn á con gái. Rồi mẹ con ở đây nè. Ở đây nè. Mai con gửi đến những cái lời dành cho mẹ con đi. Cái gì con gái? Con gửi đến đi. Con hồi đó giờ con chưa được nói chuyện với mẹ con là đúng không? Bây giờ con nói đi là mẹ con sẽ nghe được nó mai. Con không thích nói chuyện với mẹ con hả? Thí dụ nè, thí dụ mẹ giờ đây nè, mẹ có tiền nhiều quá. Cái mẹ rước mai đi, mai đi không? Không. Sao vậy? Vì mẹ bỏ con. Mẹ bỏ mẹ đi về rước con mà. Mẹ không chịu. Sao không chịu? Ngỡ vậy nội. Sưng ơi, mẹ nè, mẹ làm có tiền á Sưng. Mẹ về mẹ rước con đi đó, con có đi không Sưng? Ừ. Sao vậy Sưng? Ở với nội con ha. Đưa để cho chú để nói chuyện nè. Là con có giận mẹ không? Con có ghét mẹ không? Ừ. Rồi con có ghét cha không? Ừ. Sao cha bỏ mà không ghét? Ừ. Mà ba mặn ba cho tiền con ha. Cô thường á cô là hai cái đứa trẻ này nè. Để cho chú cô á là mẹ thì đi lấy trai, cha thì đi lấy vợ khác. Rồi cô nhìn hai cái đứa này cô có tuổi thân không? Tuổi chứ, tuổi chứ mà giờ biết nói sao vậy? Tuổi cô suy nghĩ sao hay? Nói giờ hai đứa này em tới tôi già tôi chết rồi, nó nhỏ ai nuôi nó. Trời ơi. Sợ gì thôi. À. Thấy một cái cảnh rất là xót cho nha. Yeah. Thanh Trúc á, bữa vào bữa nay cũng bất ngờ gặp một cái hoàn cảnh này nè. Hai chị em là hiện tại á, là không có cha không có mẹ. Cho chú hỏi lại nè, Mai ơi, rồi nghe nói á, là con mẹ con không có hả? Mẹ con đi đâu rồi? Mẹ con đi theo cha rồi. Rồi cha con đâu? Cha con đi theo gái rồi. Là con sống với ai? Những lời con nói á, là mình phải nói chính xác, đừng có nói không đúng là tội nghiệp mẹ con nghe. Sưng ơi, cho chú hỏi nè, rồi mẹ con đâu rồi? Rồi cha con đâu? Bữa nay chú gửi cho con á, là 500 ngàn để cho mấy hai chị em để mua sữa uống, chịu không? Rồi con có muốn xe đạp không? Muốn xe đạp nha. Đây là Thanh Trúc gửi cho cháu 500 ngàn để phụ giúp mua sữa nè. Con cảm ơn. Mong mấy chú. 500 ngàn này là của cô Thảo gửi cho con á. Con cảm ơn cô Thảo ở Đồng Nai đi. Cảm ơn cô Thảo. Dạ thì Thanh Trúc cũng cảm ơn cô chú anh chị đang